1 giờ trưa ngày 24 tháng 5 năm 2018. Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc sập thờ gỗ mít, gỗ mít ta. Hai chiếc sập thờ này chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Tân Sơn, Phú Thọ. Sập thờ chân 14 có kích thước là 197, 107 và 117, kích thước chuẩn rồi, chuẩn phong thủy rồi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện và trong buổi chiều ngày nay thì chúng tôi sẽ vận chuyển và bàn giao đến cho nhà của hai vị khách hàng này, đều ở Tân Sơn, Phú Thọ. Đây là tổng thể của hai chiếc sập thờ. Hai chiếc này là y hệt như nhau về đục chạm cũng như là kích thước. Chân 14 chiếc tứ linh. Để tôi quay gần hơn. Đây chiếc thứ nhất. Chiếc bên này cũng vậy, không khác nhau một chút nào. Đục chạm tứ linh dạ này, hai bên là đục long ly quy phượng tứ linh cân, giữa đầu hộp phục hàng 100% chất liệu gỗ mít ta, hàng sạch sẽ không rác. Đây là phần mặt. Phía cổ này thì được đục chạm lưỡng long trầu nguyệt, có nghĩa là hai con rồng đang hướng về phía mặt trời ở giữa này, mặt nguyệt gọi là lưỡng long trầu nguyệt. Có những chữ thọ. Rồi, mọi người ai có nhu cầu mà muốn mua sắm những sản phẩm đồ thờ bằng gỗ mít thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086. Cơ sở sản xuất của chúng tôi là có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Website đồ gỗ Tùng Tám .com. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip giới thiệu sản phẩm khác.